Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì cho tập thể và 4 cá nhân. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chính phủ cùng đại diện các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Cách đây vừa tròn 50 năm, ngày 6 tháng 10 năm 1969, Bộ trưởng Bộ Điện và Than, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký quyết định số 106 QĐTC thành lập Công ty Điện lực, tiền thân của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày nay. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đó là nhiệm vụ đảm bảo đủ điện cho việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội trên toàn miền Bắc. Những thành tựu quan trọng đó của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tạo động lực cho ngành điện Việt Nam phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công các chủ trương quan trọng về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình xây dựng nông thôn mới, điện khí hóa nông thôn, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển. Trong bối cảnh công nghệ 4.0 và khoa học công nghệ phát triển nhanh, vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành công thương nói chung và ngành điện nói riêng, trong đó có Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là rất nặng nề, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng còn hạn chế, cùng với những khó khăn, thách thức của nền kinh tế khi hội nhập sâu rộng toàn cầu. Hy vọng trong giai đoạn tiếp theo, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.